Sáng nay ngày 17 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam đã chính thức khai trương tổng đại lý Zenkasa Thanh Hóa 6 tại số 214 đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Sau gần 13 năm hoạt động, Generali không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động với gần 90 tổng đại lý và trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ hơn 500.000 khách hàng trên toàn quốc. Tổng đại lý Zenkasa Thanh Hóa 6 được thiết kế độc đáo với sự giao thoa giữa nét sang trọng từ nước Ý của vùng Địa Trung Hải và những giá trị văn hóa của phương Đông, lấy cảm hứng từ tính thân thiện cởi mở và luôn trân trọng những mối quan hệ gia đình bằng hữu của người Ý. Mô hình Zenkasa được xây dựng theo hình tượng mái nhà nhỏ ấm cúng, dễ chịu và bình yên. Việc Generali Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Bảo hiểm Italia, khai trương tổng đại lý Zenkasa Thanh Hóa 6 sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho khách hàng và giúp người dân địa phương dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của Generali. Tại lễ khai trương, Generali Việt Nam cũng phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh khá giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện mong muốn được cùng chung tay phát triển cộng đồng nơi Generali Việt Nam đang hoạt động.